Diện tôm nè. Diện tôm bà cho rồi. Tôm với cá. Nướng lên. Vậy tôm nướng nè. Đi. Ừ. Dạ. Chưa. Dạ. Có tôm đâu. Cho làm bộ nói về vụ tin á. Chứ không có tôm. Tôm đồ ăn. Nhà mình nghèo chết tôm đồ ăn. Tôm đồ ăn. Tôm đâu. Ngày nay ăn tôm. Ngày nay ăn tôm cái gì liền đâu. 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 Có cái gì đâu. Này đang khui mà. Trong thủ. Thủ gì. Này đang khui mà. Quá trời luôn. Nghe nói diện tôm cái về liền cái không. Không luôn. Không đâu có về đâu. Giật giật. Giật giật. Em bới ra tôi chiên. Khai khai khai. Khai khai. Khai khai. Khai khai. 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 Lúc nào? Lúc nào tên là món? Từ từ thì mình gấp ra hết rồi. Lúc, lúc nào tên là món ăn? Ở dưới. Ở dưới cũng có anh Sì Tin đứng trực sẵn, chài sẵn. Đây là con của tầm măng chạch. Gì vậy? Cho tôi thấy. Súng ai súng luôn mà. Cho ra bé hũ nè. Ừ. Tài ơi cho cha có rồi kìa. Trời ơi. Cho cha miếng thử kìa. Trời ơi. Trời ơi. Cho cha miếng hũ. Thử với vậy chứ nghĩ sao vậy? Đúng rồi. Nghĩ sao tôi đưa cái miếng. Gì cho cha xương hả? Tài 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 tài. Tốt quá ha. Trời ơi cho cha tâm bự luôn. Rồi vô. Cả nhà cùng ăn. Nhà có tin mà có ăn rồi. Đừng đừng. Tin qua hả? Dữ dữ. Quay tôi mới đưa ra này nè cho tao thấy nè. À, tin tôi thấy được nè. Đó. Đúng rồi. Đó tin mới thấy được. Đó. 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 Rồi rồi. Rồi ngồi xuống ăn, ngồi xuống ăn. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống bên không? Nữa. Về nè, đó. Rồi con ăn đi, con khoe cho con ăn. Ừ. Ngon quá. 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 Ngon ừ nó hỏi luôn à. Cho cha một miếng cha hèm quá ha không cho cha gì hết hà sao chưa mặc quần nó ba cho đi hả tôi chân tôm lắm á sao cùng nhà bà tan nhà bà mặc quần vô đi mặc quần vô ấy đánh con tăng á đấy mấy lần luôn á đấy liền 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 luôn nãy giờ ai cho hả bà cho bà cho hả bà cho gì vậy? Bác ơi. Bác ơi, bác ơi. Bà ơi. Bà ơi. Ừ, đi về đi ngày mai cái liều có qua ăn không? Nãy qua ăn cơm đẻo khách nhất qua chùa. Được rồi. Cha cha sắp tìm cha kìa. Vậy nó bên chùa. Đây, 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 đi đây, đây, ẩm, 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 ẩm.
cũng đơ á, sắp lại đi, mai về nó phải chua, tiên ăn. Trời ơi, quá tài luôn. Dao nó dao đồng á. Dao khác á. Nè, xích cho. Không có ngày qua bà. Cũng đơ vậy. Không có từng. Không có cần cắt. Đem xuống kia trước kia. Dạ đi. Bi quá luôn con. Bi nó có dịu đâu. Này tóc dài dữ quá. Đúng rồi đội. Bye bà đi. Hai chắc cũng mệt à. Bạn tên đi câu cá về nè. Tôm quá trời tôm luôn. Ốc đi đi đi. Đây mày có cái đông đơn. Xách vô đi. Nè, xách bịch rau cho nè. Bịch rau nhẹ, tính xách được. Tính xách bịch rau. Xách bịch rau kìa, bịch cá nặng lắm. Xách bịch rau. Đồ lấy ra điểm. Càng nhiều. Ủa xách vô. Xách xuống đây nè, bỏ tủ lạnh. Đi. Rau muống đó là hạn hiếm đó. Giờ đi ra mua mắc lắm á. Đi. Rau vườn. Bây giờ nhà mình không có ăn á. Tiên xách vô. Lên trên đi câu được bọn nha. Tiên câu dữ dằn luôn hả. Đi đâu trước. Mày buộc, bỏ vô, bỏ. Có tiền đạp xuống luôn quá. Vì đầu trước tiền cầu còn tôm với cao sống có, chắc thấy coi. Hả? Vì đầu trước là tiền cầu còn tôm với con cá chưa kịp ăn nữa. Vì đầu này tiền cầu tép. Thế, chặt, chặt cái. Trời no lắm. Cho ta coi chứ không có gì á. Nhà ở vườn mà. Vậy nhà rồi bỏ khẩu trang đi. Ở vườn út thấy đọt non. Nè nè tiến tiến coi nè. Ôi nè tiến. Ôi nè tiến coi bà cho tiến. Ui tôm bự luôn tiến. Rồi lòng bánh này. Lòng bánh. Ui tôm rồi tiến. Ui tôm ngon quá nè tiến. Ui. Ui. Này tôm xong rồi. Con gì tiến? Con gì? Cậu gớt cái bánh luôn. Tôm xong rồi. Con gì? Con gì tiến? Rồi mai tiến có tôm nướng con cơm rồi. Ừ. Trời dạ. Ơi kìa nè bà cho ba con cá bự luôn. Từ từ. Rồi, sáng nè. Ôi ôi, về bà cho đi ba con cá bự luôn. Ừ, muốn ngon quá. Wow. Muốn đã. Muốn xào, xào chiên cá. Cho tí ăn luôn. Muốn tươi không? Rồi, tí còn con cá chưa ăn, ăn cá này trước nè. Con cá với con tôm nè. Nay là ngày 22. Đây, cá tôm anh Si Tin câu được nè. Nhà đi ăn chật nên câu được lên 5 với bà nè. Để chuẩn bị đem đi ốp. Sau khi tắm rửa sạch sẽ. Ô nhầm, tắm rửa sạch sẽ con cá với con tôm. Ủa, là cá hồi nè. Đó, cá hồi nè. Đúng không, cá hồi. Cá hồi mà, đây nè. Ừ. Đó, chúng ta sẽ đỏ lên hấp. Bỏ được tô. Bỏ cho vào cái nồi bự khổng lồ. Nồi này chưa bự bằng nồi hổng mình nấu bánh canh đâu. Nên mà Sài Gòn cũng gọi là cỡ bự rồi đó. Không phải không so sánh với quê được. Với quê mình là có nồi bự mà không nấu bánh canh đó. Rồi. Còn này tăng 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 tăng. À. Ốp vô. Biết làm gì không mọi người? Hãy xem tiếp đi mới biết chứ. Còn đây ta nè, đó. Mùi vàng bội hưu luôn. Nhà Si Tin câu được bên ông với bà của Úc đồ. Câu dữ quá mà. Lên lửa. Mình ăn rau không chứ mình chưa biết luộc rau đâu. Luộc rau thì khá là phức tạp nha mọi người. Mọi người phải bắt con nồi nước lên bỏ rau vô. Đó, khá là phức tạp. Để chúng ta có thể luộc được rau. Nhưng mà trước khi được rau thì mọi người phải rửa rau, quá trình đó mới là phức tạp mọi người. Quá trình luộc thì
cũng khá là phức tạp thôi chứ chưa phức tạp lắm. Tới đây thì chắc cũng một số bạn đoán ra là được làm món gì rồi. Hồi nãy mình quay sơ sơ mấy cá rồi đó, luộc rau, câu luộc, luộc rau khá là phức tạp nha. Đó, rửa rau rồi bắt lại nước xong rồi bỏ rau vô luộc đó, phức tạp lắm. Quậy lên nữa, quậy lên nữa không đó. Đây có nước mắm liền tay. Nước mắm làm không đó. Ăn cái gì đây, ớt nè. Lên công việc khá là đơn giản nữa. Đối với những người mà chỉ biết ăn mà không biết làm như anh thì khá là đơn giản. Chỉ việc gấp từ bên đây, gấp qua bên kia, đà vớt gào. Chúng ta phải chuẩn bị một cái hao nước, hao nước nóng nguội, nguội để vớt vô. Công việc khá là đơn giản nha mọi người. Những người có trình độ cao siêu như mình thì không thể nào làm những cái này. Lên hết vô quả hành. Yeah, bình dầu cuối cùng của dòng họ Phạm. Đây là bình dầu rồi, cuối cùng rồi, hết dầu rồi. Chúng ta góp dầu và chúng ta sẽ làm gì đây, làm gì đây? Đây là món cá ốp từ Bắc Giới. Từ giới tiện. Ăn cá chiên bột. Đây là cá lăn bột nha. Lăn bột, lăn vào là lăn bột. Lên. Lên. Rồi, hình như có bột nó không văng hả ta? Lên món. Đây là hai đợt lãnh cá nha. Đợt đầu tiên lãnh cá với tôm. Đợt hai cũng cá với tôm luôn mà. Có tôm nhỏ này nữa. Nè, tôm nhỏ là đợt hai nè. Còn tôm bự là đợt đầu. Đó. Ủa? Bởi phải chế biến những món ăn. Ăn cá ăn xịtin nè. Nhà ăn xịtin đang chật xong rồi mới có cái phần ngon lành như thế này. Chưa? Cảm ơn người cha vĩ đại đã đào tạo cho xịtin thành một cái người tùm ăn chật con. Và xịtin đã thành công, rất là thành công hơn cha. Nhưng mà cha đi tới đâu thì cũng bị té giống như cô bài hát với xịtin vừa. Còn như mà xịtin thì lại khác, đi thì lại được mang những cái thành phẩm mang về rất là tuyệt vời. Cho xịtin trong cái tay nào quý bà con cô bác. Rồi cá lăn bột, thấy chưa, lăn bột vô. Lấy cái tài lăn bột vô. Chờ cá ăn bột luôn đi, cho cá ăn bột luôn. Cá lăn ăn bột. Cá lăn này kiếm luôn, không có luôn. Đúng rồi, trong thời gian đó thì cái nồi hấp nãy giờ vẫn còn đây nè. Lâu rồi nha, cái ăn tiếng rồi ạ. Chúng ta sẽ làm nhiều món cùng lúc để tiết kiệm thời gian. Phải soi lên gì chứ. Soi lên. Chưa. Một cơm lên, ngon lên. Đâu, bây giờ cái giải thứ này hấp chưa? Xíu nữa xong giả luôn nha. Chúng ta làm một chút món cùng một lúc. Đây, sau khi mà ốp xong thì chúng ta sẽ bỏ vô cái nồi hần kỳ.
Đây là mẹ, đây là con. Nồi này là nồi gì đây? Đây một con mẹ đẻ ra rất nhiều con, 3, 1, 4 con tôm con, 5 con tôm con, 6 con tôm con, 7 con tôm con. À. Con này bình thường là làm mắm. Ừ. Mắm tép. Đây là cái gì đây? Cái nồi thần kỳ. Nồi chiên không dầu thì chúng ta sẽ đổ nước vô để chúng ta nấu nha mọi người. Nói chứ không có nha mọi người, bỏ vô ghim điện thôi nha, đừng nghe đổ dầu, đổ nước nha. Nó chơi cho vui á. Chỉ cần ghim điện vô. Rồi để cái ấy vô thì dặn mất lên giống bình thường thôi. Rồi, bỏ nồi cá đó ha, nồi này không sử dụng nhiều à. Mọi người thấy chiên lên nè. Đó, thấy không, nấu ba nồi cùng lúc. Nhiều nồi cơm điện nữa. Một nồi, hai nồi, ba nồi, bốn nồi. Đó. Ừ, làm phải ăn một lượt luôn. Khỏi phải nấu tốn thời gian. Mà mình ở nhà còn phải làm online nữa mà. Ừ, vô là vô một lần. Ừ. Ơi quên. Đây là nồi thứ năm này nấu trước để ăn sáng mọi người. Bây giờ không có bánh mì, không có gì hết, đói quá. Ăn này đỡ mọi người. Còn khi chờ cơm chín thì chúng ta sẽ quất một đậu xanh. Đây, bỏ miếng đậu phộng vô. Hòa quyện đậu xanh với nha đam với đậu phộng nha. Rồi, xử. Nghe được mùi thơm rồi đó mọi người, mùi thơm thoang thoảng. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đó, ngon liền đó. Cả này cắt xong nè. U hổng rau của hổng là rau nãy luộc luôn. Rau mọi người coi đoạn đầu video á, có rau là rau vườn luôn á. Rau bên bà hái trong vườn, bà cũng út hái trong vườn đó. Cá này cá cũng cắt xong nè, chưa ngon chưa. Này đã nướng chuyên nghiệp hơn rồi mọi người, rất là thơm luôn. Rồi người hầm xem chưa, hấm chưa, chưa phải không đấy cả. Quá trời. Vậy tên diện tôm nè, diện tôm bà cho rồi, tôm với cá nướng lên vậy. Tôm nướng nè, đi. Dạ chưa gì? Dạ có tôm đâu, cho làm bộ nói về vụ tin á chứ không có tôm. Tôm đồ ăn nhà mình nghèo chết. Tôm đồ ăn ngày nay ăn tôm, ngày nay ăn tôm cái gì liền đâu? 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 Đây nè. Có cái gì đâu? Trong hũ. Này đang khui mà. Trong hũ. Hũ gì? Này đang khui mà. Quá trời luôn. Nghe nói diện tôm cái gì liền cái thôi. Không luôn. Không đâu có về đâu. Giật. Em bới ra tôi chiên. Khai. 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 Lúc nào tên là món. Từ từ em gấp ra hết rồi. Lúc nào tên là món ăn. Nè, ở dưới cũng có anh Citin đứng trực sẵn, chạy sẵn. Đây là con của tầm băng kịch. Gì vậy? Cho tôi thấy. Xuống rồi, xuống luôn mà. Con cá. Con
Nghe nó ăn cơm cái là ăn tôm cái chạy về liền kìa. Chị tôm đang ăn mãng cầu quá đó. Đang ăn mãng cầu. Ừ, lấy cái quà. Cho ra bé uống nè. Ừ. Tài ấy cho cha có hả? Trời ơi. Cho cha miếng thử kìa. Trời ơi. Trời ơi. Cho cha miếng thử. Thử với vậy chứ nghĩ sao vậy? Đúng rồi. Nghĩ sao đưa cái miếng. Kêu thử. Trời ơi. Ơi. Từ từ từ, mẹ làm muốn. Để xuống đây, để xuống đây cho ngủ thôi. Để cho lấy cái quạt nóng quá. Dạ. Gì cho cha xương hả? Tại 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 tại. Tốt quá ha. Tốt quá ha. Trời ơi cho cha tâm bự luôn. Rồi vô. Cả nhà cùng ăn. Vô. Thưởng thụ. Tôm bự của tin á. Tôm bự của tin. Tôm bự của tin mà. Ừ. Ừ, chan cái đầu. Tin nè. Cho cha chan cái đầu ơi. Ừ, từ từ để đi, để đi. Chan cái đầu. Không cho. Không cho. Không cho. Của mẹ đó. Đó tin. Không. Đó tin mà. Không. Đó tin. Ai cho tin nữa? Bà cho tin. Mẹ không cho Trang. Mẹ không cho Trang đâu. Cho đứng đây cho nấp luôn. Không cho Trang miếng nữa. Cảm ơn tên. Ồ, hay quá. Đó, hay quá. À, nhà có tin mà có ăn rồi. Hay quá. Có mẹ nè. Có mẹ đi nè. Ừ. Đó đi nè. Nhà nào? Ừ, đây. Nhìn nhấp cái tên con. Xong. Chân từ từ thôi. Con đứt hả? Cắt đứt thôi. Ngon. 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 Tao kêu mày quất con tép mẹ tao hay là mày quất cái càng con tép mẹ. Ra bà, ra qua đây nè. À, để tới qua tao nè nè. À, đó, ở đây. Ừ. Tin giọt. Tin chưa, tin ấy từ từ thôi mà. Tin ăn cắn nhỏ nhỏ thôi. Đừng có lấy nữa. Đừng có lấy. Ừ. Đúng chưa? Cắn nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ thôi, đúng rồi, từ từ thôi. Ừ, càng càng. Ừ, đừng, đừng. Tiên lai hả? Dữ, dữ. Quay cho nó đưa cái này nè, cho nó thấy nè. À, tiên phải thấy được nè. Đó. Đúng rồi, đó, tiên phải thấy được. Đó, đó. Đó. Rồi, rồi. Rồi ngồi xuống ăn, ngồi xuống ăn. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống bên không? Nữa. 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 Đó, tìm phải hái tin á. Đúng rồi, người ta mới hái tin được. Đúng rồi. Đúng sao? Hai. Con phải ngồi sức sức ghê nè. Đó, rồi con ăn đi, con khoe cho con ăn. Ừ. Ngon quá. Ngon quá. Ừ. Ngon quá. Ừ. Ngon quá. Ngon ngon ngon. Ngon 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 ngon. Trời. Nó ăn cái càng xong thì chúng ta bắt đầu sẽ giết con bình nhì. Rồi giết bình nhất nha.
Bình nhất là con nhỏ xíu á, là bình nhất. đầu tiên là đại tướng giáp, có giáp là con bự. Rồi tiếp trước lọc ra, tiếp trước lọc tôm à. Từ từ đó, ăn cái vỏ luôn sao ăn được. Nè cái tích thôi thì mới nhai được, cắn cái tích thôi cắn nhiều quá sao nhai. Sao tin thèm hả? Sao mẹ chị cua mày nè, miễn cho tin hả? Tôi tin cho tin. Cho tin thật thật nè. Cho nữ mà cho tin hả? Đâu có cho đâu. Đòi đi mẹ mới cho. Đòi sao? Đòi sao? Không có dùng tay. Nói đàng hoàng. Mẹ cho tin một miếng. Rồi sao nó kìa? Trời, mẹ cho kim mở miếng. Rồi, lấy ghế đi. Thành phẩm hai con cá chiên. Ống vàng lên liền, ngon liền. Thử miếng. Nó hỏi luôn. Đã kìa. Cá chiên bọc. Rồi. Chẳng nghe. Ừ, nó hỏi luôn. Cho cha một miếng, ta hèm quá ha. Cho cha gì hết hà. Hỏi gì vậy? Sao không hỏi rồi? Cho đói quá nè. Cho hèm quá. Cho đâu một miếng. Cho hèm quá hà. Cho hèm quá. Cho miếng. Trời ơi, cho kỳ á. Trời ơi, coi kìa, cho hộp cơm nữa chứ. Trời ơi, cá ngon chết, trình ăn hết, không cho cha ăn. Ôi hộp cơm chẳng ăn đâu. Cho hèm cá quá hà. Đi ăn đi. Cá đâu, cho hèm cá quá. Cho hèm quá. Cho hèm cá quá. Tim nhỏ thôi. Ôi tim nhìn ăn rồi, cho nghỉ chơi tim luôn. Cho hèm quá. Giờ cho xuống đây. Xuống đây cho kiếm cá cho ăn. Tối quá. Tim ăn hết rồi. Còn nhiều lên nhiều. Đây là chị Tiên đang thanh phần rồi. Thì giờ này bà cho nè. Còn nhiều hưởng thôi. Ké chị Tiên. Mời cả nhà cùng dùng bữa. Giao tên. Đâu ạ? Đã kêu uống. Tiên đói rồi. Sao rồi? Nó chưa Tiên uống sao mà. Rồi lại khoai đồ ăn có tên nè. Đi. Mở tủ lạnh. Hôm qua ăn cá được có anh xì tiên có mấy anh tôm dụng với gì ta, với cá chiên dụng à. Còn ô đồ hấp của xì tiên đâu? Qua em để đâu rồi? Mẹ tiên để đâu rồi? Đây này. Ồ. Đóng vô nào vậy hết rồi. À, còn mấy cái đồ còn lại là của xì tiên để dành nha, để dành ăn. À, và hai con cá kia là mình ăn cả ngày. Hả? À, ăn tiết kiệm. Ăn cả ngày luôn. Rồi thôi đi khoe xong rồi đi. Đi. Cá nè. Cá đây chào nè. Đừng lấy. Lấy. Đi cái này nè, cái này trên nè, cái này.
Chào. Chào dân rã. Với bà con cô bá. Với bà con cô bá. Quý em chạy. Quý em chị. Quý em nhỏ. Em nhỏ. Nhớ like. Nhớ like. Đăng ký kênh. Đăng ký kênh. Chí kênh gì? Cái kênh gì? Dạ.